Những điều bạn cần biết khi đứng giữa tình yêu và sự nghiệp. Nếu bạn từng cảm thấy khó khăn khi phải đưa ra quyết định trọng đại về tình yêu hay sự nghiệp, thì đây là một số điều bạn thực sự cần hiểu. Rất khó để tìm được một tình yêu lý tưởng. Tình yêu là đặc biệt và đó là tình cảm rất hiếm để có được. Mặc dù yêu nhau có thể dễ dàng, nhưng để giữ được tình yêu thì cần hai người bạn tâm giao hiểu nhau và vị tha trong tình yêu. Sự nghiệp vững chắc mang lại cho bạn một cuộc sống tốt. Không có chuyện quanh co ở đây, một sự nghiệp tốt có thể tạo nên một cuộc sống tốt đẹp hơn. Bạn có thể tìm được một nửa hoàn hảo cho mình, nhưng nếu bạn đang lận đận trong sự nghiệp, liệu bạn có bao giờ hạnh phúc trong cuộc đời đau khổ của mình? Tham vọng của con người là vô hạn. Liệu một sự thăng tiến trong sự nghiệp có làm thỏa mãn trái tim đầy tham vọng của bạn không? Bạn sẽ bao giờ ổn định và hạnh phúc với những gì bạn có? Tất cả chúng ta đều muốn nhiều hơn nữa, và đôi khi, chúng ta quyết định từ bỏ một mối quan hệ hoàn toàn tốt đẹp và theo đuổi thứ gì đó sẽ không bao giờ thực sự làm chúng ta hài lòng. Khi phải quyết định giữa tình yêu và sự nghiệp cái nào quan trọng hơn, bạn cần hiểu điều gì thực sự quan trọng với bạn và cách bạn nên đối phó với nó. Xét cho cùng, một mối quan hệ là duy nhất và tất cả chúng ta đều có những mục tiêu riêng để đạt được hạnh phúc. Tình yêu có thể giúp bạn vượt qua mọi khó khăn. Nếu cả hai bạn thực sự yêu nhau, bạn không phải lo lắng về việc dành ít thời gian cho nhau hơn hoặc thậm chí chia tay trong vài năm. Thay vì buộc bản thân phải lựa chọn giữa tình yêu hay sự nghiệp, hãy cùng đối tác nghĩ ra những cách để có được cả hai. Nếu lựa chọn tình yêu, hãy thử hỏi mình những câu hỏi này. Nếu bạn quyết định gắn bó với tình yêu và từ bỏ việc đạt được triển vọng nghề nghiệp tốt hơn, đây là một số điều bạn nên tự hỏi mình trước khi thực hiện bước nhảy vọt cuối cùng đó. 1. Bạn có hối hận nếu phải từ bỏ cơ hội nghề nghiệp? Hầu hết những cặp tình nhân chọn tình yêu thay vì cải thiện sự nghiệp đều sẽ hối hận về quyết định của mình ngay lần sau khi họ cãi nhau hoặc tranh cãi với người yêu. 2. Liệu bạn có cảm thấy cay đắng? Sự cay đắng là kẻ giết người từ trong các mối quan hệ. Nếu bạn hối hận vì đã từ bỏ sự nghiệp của mình, sự cay đắng của bạn sẽ chuyển thành sự căm ghét đối với người bạn đời của mình. Theo thời gian, bạn sẽ cảm thấy lúc nào cũng gắt gỏng hoặc khó chịu, đặc biệt là khi bạn không đủ tiền mua những thứ mà bạn muốn phung phí. Và đôi khi, sự cay đắng cũng sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc của bạn, và cuối cùng bạn có thể đổ lỗi cho người yêu về những thiếu sót của mình. Nếu lựa chọn sự nghiệp, hãy thử hỏi mình những câu hỏi này. 1. Liệu bạn có thể tìm một ai đó khác yêu thương và quan tâm bạn? Sự nghiệp của bạn có phải là cơ hội chỉ có một lần trong đời không? Bạn có thể kết thúc mối quan hệ của mình và tiếp tục, nhưng bạn phải nhớ điều này, tìm thấy tình yêu của đời mình là một điều kỳ diệu mà ít người từng trải qua. Sự thăng tiến hay sự nghiệp này có phải là cơ hội chỉ có một lần trong đời không? Nếu bạn đã quyết định tập trung vào sự nghiệp thì đừng nhìn lại và suy ngẫm về tình yêu đã mất. Đó là quyết định của bạn và bạn phải học cách từ bỏ tình yêu và bước tiếp. 2. Liệu bạn có thể vượt qua nỗi đau chia tay tiếp tục sống tốt? Đôi khi, bạn có thể có những suy nghĩ về việc rời xa người yêu hoặc phải kết thúc mối quan hệ, ngay cả khi đó là một mối quan hệ hoàn hảo. Bạn có thể thực sự đặt tất cả lại phía sau và không cảm thấy thực sự hối tiếc. Thực sự chẳng ích gì khi kết thúc một mối quan hệ vì sự nghiệp và sau đó dành vài tháng để hối hận về quyết định của mình đồng thời hủy hoại sự nghiệp của bạn. Tình yêu và sự nghiệp có thể song hành cùng nhau không? Không phải lúc nào bạn cũng phải chọn một và gắn bó với nó khi phải đưa ra quyết định giữa việc tập trung vào tình yêu và sự nghiệp của mình. Nếu cả hai bạn yêu nhau, bạn luôn có thể tìm ra điều gì đó và hy vọng rằng điều đó có thể giữ cho mối quan hệ bền chặt trong khi cả hai bạn đều thăng tiến trong sự nghiệp. Có lẽ phần khó khăn duy nhất đến khi cả hai bạn mới bắt đầu hẹn hò với nhau, mối quan hệ còn mới và quá mong manh để đối mặt với thử thách. Và đó là lúc duy nhất bạn thực sự cần tự hỏi bản thân xem liệu tình yêu mới của bạn có khả năng nảy nở thành tình yêu đích thực hay không. Hy vọng với những chia sẻ trên bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc đưa ra quyết định khi lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp cái nào quan trọng hơn đối với bản thân mình. NQT Slow xin chào và hẹn gặp lại!